người ngoài hành tinh di rốt tại căn cứ bí mật của quân đội Mỹ. Thông tin sớm nhất đến từ Bob Laja, người đã lần đầu tiết lộ về khu 51 và căn cứ S4. Trong khi chia sẻ kinh nghiệm của mình tại căn cứ S4, ông kể rằng một lần anh bị lính canh dẫn đến một vị trí và buộc phải cúi đầu suốt hành trình. Tuy nhiên, khi đi qua một căn phòng kín đáo, ông đột nhiên cảm thấy mạnh mẽ muốn nhìn lên và phát hiện ra một bóng tiểu xám đứng giữa hai người mặc áo bảo trắng. Mặc dù anh cố gắng nhìn thấy thêm, ông bị nhân viên bảo vệ quát mắng và yêu cầu phải cúi đầu. Tóm lại, Bob Laja chỉ có một cuộc gặp gỡ duy nhất với người ngoài hành tinh, nhưng vẫn không rõ họ là ai và đang thực hiện hoạt động gì. Khoảng 10 năm sau khi Bob Laja tiết lộ thông tin, Bill Uhouse, một kỹ sư hàng không vũ trụ đã nghỉ hưu, cũng xuất hiện để chia sẻ thêm chi tiết. Ông tuyên bố rằng ông đã tham gia vào dự án phát triển mô phỏng thiết bị để bay tại căn cứ S4, và người đứng đầu dự án này thực chất là một người ngoài hành tinh kiểu tiểu xám. Loại người ngoài hành tinh này được gọi là thực thể sinh vật ngoại tinh, Extraterrestrial Biolican Entity, EBE sếp lớn của Bill U-House có biệt danh Giro. Lý do tại sao họ được gọi bằng tên này cần phải bắt đầu từ nguồn gốc của loài tiểu xám nhân này. Sự cố để bay kim mang 1953. Một trong những sự cố UFO nổi tiếng nhất trên thế giới là sự cố rau xeo năm 1947, nhưng Preston Dennett, tác giả của cuốn sách Những UFO bay qua Arizona, lịch sử chân thực về cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh, đã chỉ ra rằng sự cố Kingman mang tại tiểu bang Arizona cũng là một trong những vụ rơi để bay có bằng chứng nghiệm chứng đầy đủ nhất. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1953, cách khoảng 8 dặm, khoảng 13 km về phía đông bắc của sân bay Kingman ở Arizona, Hoa Kỳ, một đĩa bay đã rơi xuống. Lực lượng quân đội Hoa Kỳ đã nhanh chóng tiến hành điều tra, gửi một đội gồm khoảng 40 nhà khoa học đến hiện trường. Theo những người chứng kiến, đĩa bay này kẹt trong cát với chiều rộng 30 feet, khoảng 9 m và cao 3 feet rưỡi, hơn 1 m, có vẻ như làm từ kim loại. Dưới ánh đèn quân sự bề ngoài của nó trong bóng bạc như nhôm và có hình dáng bầu dục với các ô cửa sổ. Dennett viết trong cuốn sách rằng để bay sau đó đã được chuyển đến khu 51 ở Nevada hoặc căn cứ không quân Wright Patterson ở Ohio. Một trong số những nhà khoa học tham gia trong việc thu thập dữ liệu là kỹ sư Arthur Stansin. Ông đã thực hiện các phép đo và nghiên cứu tại hiện trường và đưa ra một kết luận gây ngạc nhiên, chiếc đĩa bay di chuyển với tốc độ 1.200 dặm một giờ, khoảng 1.931 km trên giờ, và dường như đã rơi xuống với tốc độ tương tự điều đáng chú ý là mặc dù tốc độ này khá lớn đĩa bay không bị hỏng hóc hay tổn thất lớn và có vẻ không có bất kỳ sự can thiệp từ con người trong quá trình rơi những phát hiện này đưa đến kết luận rằng đĩa bay không thể do con người tạo ra cũng trong hiện trường nhà luyện kim leonard shinfai đã dành hai ngày để phân tích kỹ thuật công nghệ và vật liệu của đĩa bay kết quả phân tích của ông cũng dẫn đến một kết luận tương tự vật thể này không được chế tạo trên trái đất một điều đáng kinh ngạc hơn nữa là quân đội đã phát hiện một số tiểu xám nhân trong bên trong đĩa bay theo Stringfy, một lều quân đội được cài bên cạnh đĩa bay và ông đã chứng kiến một người ngoài hành tinh nhỏ bé màu xám trong một bộ đồ bạc dài khoảng 1,2 mét nằm trong lều. Còn theo Dennett, dựa trên nhiều lời kể từ các nhân chứng, từ 2 đến 4 tiểu xám nhân đã được tìm thấy bên trong đĩa bay. Bill Uhouse, kỹ sư hàng không vũ trụ đã nghỉ hưu mà chúng tôi đã đề cập trước đó, cho biết một số trong số những tiểu xám nhân bị thương nặng và đã qua đời, còn hai người sống sót. Một trong số họ được biết đến với tên gọi là Girod và được gửi đến căn cứ S4 tại khu 51. Vào năm 1953, quân đội Hoa Kỳ đã cố gắng thiết lập phương thức giao tiếp với những tiểu sám nhân này bằng cách sử dụng một loạt biểu tượng để kiểm tra phản ứng của họ. Những biểu tượng này bao gồm cả các ký tự giống chữ cái lẫn các hình dạng hình học. Biểu tượng đầu tiên mà tiểu sám nhân chỉ vào trong giống như chữ G. Biểu tượng còn lại có hình dạng tương tự một thanh quán tính hoặc cây sao. Vì vậy, người ta đã đặt cho nó cái tên Girod. Tiếp xúc gần Tiểu sám nhân Zeroth đảm nhiệm vai trò quan trọng trong dự án mô phỏng đĩa bay và sinh sống một mình ở tầng 5 của căn cứ S4. Nơi đó có một quả bóng vô trùng hình bán cầu được thiết kế đặc biệt cho Zeroth, với không khí bên trong chứa hỗn hợp nitơ và oxy, bổ sung thêm 5% hero. Điều này tạo ra môi trường sống mô phỏng tương đối tốt nhất cho Zeroth. Trong số những người có giao tiếp gần gũi với Zeroth, nhà vi trùng học Giang Burit, mà đã được đề cập trước đó, có mối liên kết mật thiết nhất. Nhiệm vụ của ông là tiếp cận vào quả bóng vô trùng và cung cấp sự hỗ trợ y tế cho Giroux. Giroux mắc phải vấn đề về hệ thần kinh do khiếm khuyết gen, do đó cần phải sử dụng súng tiêm PINS để tiêm một loại chất đặc biệt. PINS viết tắt của Resurrect Induction Needle System, hệ thống kim cảm ứng điều áp. Giang Bourret giải thích rằng thiết bị PINS có một vòi dẫn động bằng khí nén và một hộp đạn nhỏ được nạp vào trục súng. Mỗi khi rốt được tiêm một phần mẫu dữ liệu tế bào của zirov sẽ được thu thập thông qua viên đạn này để quân đội mỹ có thể tiến hành phân tích và nghiên cứu khi tiến hành nhiệm vụ này giang burid mang theo một cặp kim loại bao gồm súng tim và các ống truyền thuốc ông cũng phải trải qua quá trình khử trùng nghiêm ngặt và mặc bộ đồ du hành vũ trụ khi lần đầu tiên ông phải mặc bộ đồ này để tiếp xúc với zirov ông cảm thấy rất phiền phức ông chỉ đến để lấy mẫu vi khuẩn không xác định trên cơ thể của zirov nhưng ông vẫn cảm thấy chưa bao giờ gặp phải một tình huống đáng lo ngại như thế này Đột nhiên, một thoại âm nào đó vọng lên trong tâm trí ông, không phải thế sao? Chết thế nào được? Giang Burit bất ngờ, nhưng ngạc nhiên thay, giọng thoại âm đó mỉm cười và đáp lại ông. rốt có diện mạo khá đặc biệt trong mắt của Giang Burit. Nó có chiều cao thấp hơn so với con người, với hình dáng tổng thể giống con người nhưng có một số đặc điểm khác biệt. Đôi mắt của nó lớn và có hình dạng bất thường, da của rốt được mô phỏng như lớp vẫy thăng lằn, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác trơn trượt. Jan Burrick đã vẽ một hình ảnh gần giống với hình ảnh được vẽ bởi Bill U với sự khác biệt duy nhất là zirot không mặc quần áo điều này thể hiện sự khẳng định lẫn nhau trong việc xác nhận sự tồn tại của zirot trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với zirot vì zirot không thể hiện sự ác ý, Jan Burrick dần trở nên bình tĩnh và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình ông tiêm thuốc cho zirot và lấy các mẫu mô cần thiết Jan Burrick tiết lộ rằng zirot có khả năng cảm ứng tâm linh mạnh mẽ mỗi lần ông tiêm thuốc ông có thể cảm nhận cảm giác đau đớn từ jerome quá trình này kéo dài hơn một năm để hoàn thành jerome cũng sử dụng khả năng cảm ứng tâm linh để giao tiếp với jan burrick jerome nói rằng nó đã bị bắt cóc bởi ufo khi còn trẻ mục đích để nâng cao hiểu biết về vũ trụ và cuộc sống ngoài hành tinh để chuẩn bị cho sự gặp gỡ với jan Buric. điều đáng chú ý là sự gặp gỡ này đã được sắp đặt từ trước khi jan Buric ra đời điều này gợi nhớ đến nhà khoa học william tomkin người cũng được tuyển chọn từ khi còn trẻ bởi người ngoài hành tinh và dần dần được hướng dẫn tham gia vào các dự án liên quan đến UFO. Giang Buric là một trong những ví dụ tương tự. Mỗi khi Giang Buric tiếp xúc với Giroud, các nhân viên cấp cao sẽ quan sát qua cửa sổ để ghi lại mọi chi tiết để đánh giá và phân tích. Trong quá trình gặp gỡ, có nhiều quy trình phải tuân theo. Theo hướng dẫn của cấp trên, khi tiến vào quả bóng vô trùng, Giang Buric sẽ giơ tay chào Giroud để cho biết ông đang tiến lại gần. Sau đó, ông sẽ bắt đầu tiến hành lấy mẫu mô. Giroud cũng phải giơ tay để báo hiệu sự sẵn sàng và chờ đợi Gian Buric tiến lại gần. Tuy nhiên, một ngày nọ, Giroud đột ngột phá vỡ quy trình này. Bí mật của Giroud. Vào ngày đó, khi Giroud đưa ra dấu hiệu sẵn sàng và Giang Buric chuẩn bị tiến lên, thay vì đợi tại chỗ như thường lệ, Giroud chủ động bước về phía trước. Hành động đột ngột này làm cho Giang Buric sửng sốt và ông lùi lại một bước mà không tự chủ được. Trong lúc lùi lại, ông vấp phải đôi giày không gian cồng kềnh của mình và ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, Giraud đã chạy đến và ngồi lên ngực Giang Burit, đôi mắt dán chặt vào ông. Sự việc chưa từng xảy ra trước đây khiến các nhân viên tại trung tâm điều khiển cảm thấy lo lắng, họ ngay lập tức kích hoạt các quy trình khẩn cấp để giải cứu Giang Burit. Trong khoảnh khắc ngắn mà Giraud và Giang Burit nhìn nhau, Giraud đã thực hiện một cảm ứng tâm linh sâu sắc. Bằng cách này, nó tiêm vào đầu Giang Burit một loạt hình ảnh, tiết lộ bí mật của chủng tộc Giraud. Thực hiện cảm ứng tâm linh qua tư duy điện, Giraud nói với Giang Burit rằng, nếu gen của nhân loại trải qua đột biến và phát triển qua hàng ngàn năm, có thể dẫn đến sự tiến hóa thành một chủng tộc tương tự tiểu xám nhân. Chủng tộc của nó chịu ảnh hưởng của gen khuyết tật, dẫn đến tình trạng suy thoái thần kinh, làm cho xương cốt và cơ bắp suy yếu, mất khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể, mối nguy hiểm lớn cho sự tồn vong của toàn bộ nền văn minh. Điều này chỉ ra rằng, nếu không tìm ra giải pháp, chủng tộc di rốt có thể đối mặt với nguy cơ diệt vong. Vì vậy, họ đã đến trái đất với hy vọng thu thập vật liệu di truyền từ các loài sinh vật trên hành tinh này. Giang Burit tiết lộ rằng chủng tộc rốt và cơ cấu bí mật của Mỹ đã đạt được thỏa thuận cho phép họ thu thập gen từ thực vật, động vật và con người trên trái đất. Trong điều kiện trao đổi, rốt cần cung cấp công nghệ tiên tiến cho họ. Sự quan tâm của tiểu sám nhân đối với cơ thể con người và việc trao đổi công nghệ để thu thập gen từ trái đất có vẻ đã được chứng minh thông qua những thông tin tiết lộ từ nhiều nguồn khác nhau và các báo cáo điều tra UFO do các nhà nghiên cứu tư nhân tiến hành. Những vụ giết mổ bò bí ẩn chưa có lời giải, bắt người trái đất làm thí nghiệm người ngoài hành tinh muốn gì, cũng như hoạt động Zeta tuyệt mật của quân đội Mỹ dưới sự hướng dẫn của người ngoài hành tinh đã mang đến những thông tin đầy thú vị về hoạt động của tiểu sám nhân. Có những tài liệu đặc biệt kể về việc tiểu sám nhân tương tác với quân đội Mỹ để thực hiện việc sinh sản vô tính. Những ai quan tâm có thể tìm hiểu thêm về những chi tiết này. Khi đề cập đến sự phát triển công nghệ của tiểu sám nhân và khả năng tạo ra cơ thể con người hoàn hảo, nhiều người không khỏi bày tỏ sự ngạc nhiên. Dù có sở hữu công nghệ ngoại hành tinh tiên tiến, họ vẫn không thể tạo ra một cơ thể con người tương tự nếu xem xét việc loài người tiến hóa ngẫu nhiên từ động vật đơn bào có thể đặt ra câu hỏi liệu tiểu sám nhân có thể tồn tại trong môi trường này hay không mọi người có thể đồng tình rằng nếu tiến hóa đó dẫn đến việc con người trở thành tiểu sám nhân thì có lẽ nhiều người sẽ ưu tiên không có loại tiến hóa đó hơn là tạo ra một sự thay đổi như vậy